Mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay đây là chiếc xe Vario 2019 đời mới. Thì tình trạng của xe này ngày trước như anh em đã biết thì một số xe nó bị lỗi cái dòng là bị rung đầu. Thì hôm nay thì có anh khách đem đến cho mình. Thì sau khi mình mở ra thì trước xe đó anh cũng đã đi khắc phục thử một số nơi thì có thể họ làm như thế này. Thì khắc phục được 1-2 ngày nó sẽ bị lợi. Thì hôm nay mình sẽ thử khắc phục cho anh ấy theo những cách trước kia mình đã làm cho nhiều xe. Thì mình sẽ làm để xem cho anh chạy và cảm nhận xem cái hiệu quả nó có cao hay không. Thì mình sẽ có câu trả lời cho anh em xác thực. Thì anh em có thể xem qua đây là cái dòng mới nhất nha. Đây là đời sau chứ không phải đời đầu nha. Đây là đời 29 chứ không phải đời 27. Đây là chiếc Vario 150. Đó, thì mình đã mở và kiểm tra cái bộ nồi nó như thế này. Đó không? Chuông vẫn bắt bình thường. Nhưng mà nó chỉ có hiện tượng là bị rung đầu như lúc sáng sớm. Nó rất là rung. Và khi đi tầm khoảng cỡ 10 hoặc đến 30 km đó thì giữ ga thì xe nó hay bị giật ha. Thì hôm nay mình sẽ khắc phục tình trạng đó để xem nó có hiệu quả hay không. Thì mình và anh em xem. Thì trước đó mình cũng đã làm rất nhiều xe rồi. Và mình không có làm clip nhưng mà mình đã thực nghiệm rất nhiều xe và mình đã khắc phục thành công. Thì hôm nay mình có chiếc xe để mình sẽ quay lại cho anh em xem nó, để mình khẳng định lần nữa là mình sẽ làm hết nha. Rồi mình để mấy lát mình làm xong rồi mình sẽ quay lại cho anh em xem. Rồi giờ thì mình đã khắc phục bên trong xong rồi. Thì giờ mình sẽ chuẩn bị lắp vô. Thì trước khi lắp vô mình cũng nhắc lại cho anh em giùm mình là cái phần mà bị cắt bố này nha, là bên mình không có làm nha. Mình nói trước cho anh em nha, mình không có khứa bố như thế này nha. Cái này là trước đó là anh đã làm ở đâu rồi thì mình không có biết, nhưng mình không có giờ khi để anh em vô nói là chợ tiệm tôi làm thế này thì nghiệp cho mình lắm. Mình không có quảng cáo cho tiệm mình, nhưng mà đây là cái vết bố này là mình không bao giờ cắt nha, mình chưa bao giờ làm như thế này đó. Mình cắt cuộc xong rồi, nói chung là mình đã làm bên trong, nhưng bây giờ mình sẽ gắp vô để cho anh khách anh trải nghiệm thôi. Rồi giờ mình lắp vô nha anh em. Thì cuối cùng mình cũng đã lắp xong cái con xe rồi. Thì kết quả thử nghiệm mình chạy mới làm xong chạy thì nó rất là im, rất là mượt. Thì không biết là sau mấy ngày thì khách chạy sẽ như thế nào, nhưng bên mình sẽ bảo hành cho anh ấy 1 tháng đối với mình. Tại vì anh ấy hôm bữa đã làm cái xe, cái nồi đó đã bị đã đi khắc phục rồi, nhưng mà người ta làm những cái mấy ngày là nó bị lợi, nhưng đâm ra là mình sẽ bảo hành cho anh 1 tháng. Thì nếu như mà nó hết là trong vòng 1 tháng đó nó hết luôn thì sẽ không bao giờ bị lợi. Còn nếu như mà mình làm không được đó, thì trong vòng 1 tháng đó nó sẽ bị lợi, thì mình có bảo hành cho anh khách. Thì mình sẽ, nếu như mà anh khách này có quay lại thì mình sẽ làm cái clip để mà nói cho anh em biết là nó không hết hay là nó hết. Còn hiện tại thì mình đảm bảo là nó sẽ hết nha. Thì rồi cuối video thì mình cũng đã làm xong chiếc xe thế này. Thì anh em xem thì có gì thì có thể là nếu anh em nào biết nhiều hơn thì có thể góp ý cho mình, thì mình sẽ tham khảo đi học hỏi. Còn anh em nào không biết thì có thể comment bên dưới mình có thể chia sẻ ha. Rồi thì cuối cùng cũng cảm ơn anh em đã xem video clip. Hẹn gặp anh em trong những video clip tiếp theo nha.